Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành các quy định thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 trên địa bàn. Và trong đó, cho phép một số dịch vụ như là karaoke hay là spa ở vùng xanh hoạt động trở lại theo từng cấp độ dịch bệnh. Theo đó thì các dịch vụ như là karaoke, spa, massage được hoạt động trở lại theo tùy từng cấp độ dịch ở phường xã và thị trấn. Ở cấp độ 1 là vùng xanh thì người làm việc và khách phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Ở cấp độ 2, yêu cầu như là cấp độ 1 nhưng mà các cơ sở chỉ được hoạt động 50% công suất. Ở cấp độ 3, yêu cầu như cấp độ 1 nhưng chỉ hoạt động 25% công suất. Ở cấp độ 4, vùng nguy cơ rất cao thì không hoạt động.